Mẫu xe điện Hyundai Ioniq EQ5 là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu xe Hyundai tại thị trường Việt Nam. Lô xe điện Ioniq EQ5 đã được ra biển trắng và được trưng bày tại các đại lý lớn của Hyundai. Hiện tại, mẫu xe điện Hyundai Ioniq EQ5 chưa tiết lộ giá bán, nhưng mức giá dự kiến sẽ không dưới 1 tỷ rưỡi. Tham khảo tình hình thực tế tại một đại lý Hyundai trên đường Trường Trinh, thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều khách hàng sau khi chạy thử đã nhanh chóng xuống tiền đặt cọc mẫu xe này trước khi mẫu xe này công bố giá bán và bán ra tại thị trường Việt. Hyundai ION EQ5 là mẫu xe điện nhập khẩu Hàn Quốc. Đây là mẫu xe điện chiến lược của thành công Group và Hyundai Motor trong lộ trình phát triển các dòng xe điện thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo tại thị trường Việt Nam. Mang tên gọi Ion EQ, đây là chữ viết tắt của hai từ Ion mang nghĩa là tiện tích, nguyên tử và unique độc đáo. Xe được xây dựng trên nền tảng EGMP sử dụng cho xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. Đây là nền tảng sử dụng trên mẫu xe điện anh em Kia EV6. Xe là mẫu xe thuần điện với hệ thống pin sạc có dung lượng 72 kW, đáp ứng cấu trúc điện kép 400V đến 800V tiên tiến bậc nhất, cho phép tương thích bộ sạc nhanh DC 350 kW với tốc độ sạc từ 10 đến 80% chỉ trong 18 phút và 56 phút với chạm sạc 50 kW để sạc từ 20 đến 80%. Nếu người dùng sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn AC 11 kW thì xe mất khoảng hơn 6 giờ sạc đầy 100%. Mẫu Ion EQ5 được giới thiệu tại Việt Nam, sở hữu đầy đủ các công nghệ sạc pin cao cấp nhất của Hyundai, với công suất đạt 217 mã lực cùng mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm được, cung cấp bởi một motor đặt trên trục sau. Hyundai Ion EQ5 có tốc độ tối đa giới hạn ở mức 185 km h khả năng tăng tốc không đến 100 km h trong 7.4 giây. Với đặc thù phản ứng tức thì của động cơ điện, công suất cùng mô men xoắn của chiếc xe sẽ đạt được ngay từ khi có tác động vào chân ga, xe có khả năng di chuyển tối đa 450 km cho một lần sạc, với điều kiện vận hành thông thường. Pin được đặt phẳng dưới sàn xe cùng chiều dài cơ sở 3000 mm. Hyundai Ioniq EQ5 được thiết kế theo phong cách tối giản. Xe được trang bị cặp màn hình có kích thước 12.3 in nối liền, trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp, cùng các chuẩn hệ thống giải trí thời thượng nhất hiện nay, như Android Auto Apple, CarPlay cùng với camera 360 độ. Hiện tại, Hyundai ION EQ5 đang được trưng bày và phục vụ lái thử tại các đại lý của Hyundai. Các bác có thể đến đăng ký lái thử mẫu xe này để trải nghiệm lái xe điện. Trước khi quyết định xuống tiền sở hữu xe điện trong tương lai, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu xăng dầu ngày càng đắt đỏ, thì việc sử dụng xe điện được cho là khá lý tưởng với nhu cầu đi lại trong phố hàng ngày, ít đi đường xa. Xe cộ, xxx